Mệt quá. Mệt không? Đi vô cưới. Hả? Ồ, outside rồi. Can you explain about the Ketsun cry after game? Pardon? Can you explain the reason why Sun Trường be grain, cry after game? I think Sun Trường is our key player, and then he chose very nice goal. Actually, he training every day, but he don't have chance before the match. But I think he more confident, and then he want to get 3 points. This is our team is work hard. They know when we play in Hanoi, because they want to clear about the bad record, because we are lose against Hanoi many times. That's why they want to clear today. They want to clear how to get the new record for Hoa Anh Gia Lai. Đối với trường hợp của Xuân Trường thì bạn ấy sau một cái thời gian là cũng đã tập luyện rất là nhiều. Hôm nay đã ghi được một thắng rất đẹp, thì có lẽ là do xúc động với cái bàn thắng đã từng tập luyện chăm chỉ, và tất cả đội chúng tôi cũng vậy. Trước khi đá Hà Nội cũng đã có những cái sự chuẩn bị để mà hiểu về đội Hà Nội để mà thi đấu với họ ngày hôm nay. Thì thực sự ra mà nói thì trong trận đấu ngày hôm nay thì thực sự ra nói thì chúng tôi là muốn có sự chuẩn bị tốt nhất để làm sao xóa đi được những cái hình ảnh trước đây mà đội bóng thua rất nhiều đội Hà Nội, muốn viết ra một cái trang sử mới, mở màn cho một cái chương mới. Chúng tôi muốn quên đi và xóa đi tất cả những cái trận thua Hà Nội trước đây. Bây giờ thì trận đấu cũng khép lại rồi, thì Kiên Sắc có thể nói về cái sự chuẩn bị về mặt chuyên môn và đặc biệt là yếu tố chiến thuật, làm thế nào để có thể mang lại cho anh Gia Lai chiến thắng ngày hôm nay và mở ra một chương trình với đội bóng. Can you say about our tactical prepare before game in Hà Nội, and how do you teach players again Hà Nội for open the new record? We respect Hà Nội still stronger, and then we don't give a chance for Quang Hải to have space. And the striker also, we don't give space for them. If we give space for them, very dangerous. Maybe you can watch it already. That is our tactical. Trước khi chuẩn bị cho trận đấu này thì thực sự nói là chúng tôi rất là tôn trọng đội Hà Nội, trong đó có những cầu thủ rất là quan trọng của họ như là Quang Hải, như các cầu thủ ngoại. Và vấn đề ở đây chúng tôi làm nào để mà khóa hai cầu thủ, những cầu thủ này, những cầu thủ chủ chốt Hà Nội, không cho họ có khoảng trống để chúng tôi mới có thể là tổ chức triển khai tấn công được. Thưa anh Sắc, là Bầu Đức đã có một câu là khi nào mà vượt qua Hà Nội rồi lúc đấy mới tính Hoa Anh Gia Lai có phải là ứng cử viên cho chức vô địch hay không. Ngày hôm nay anh có nhìn nhận là Hoa Anh Gia Lai đã trở thành một ứng cử viên vô địch hay không? What Đức said before, until Hoa Anh Gia Lai win Hà Nội, by that time Hoa Anh Gia Lai winning, talking, concrete about the championship, and do you think about it? No, because you know why the first leg not finished yet, and then the second leg also. We try to do step by step, because
Now today we can beat Hanoi, but so many team is strong like Bình Dương, Quảng Ninh, and Thanh Hóa also. We have the many plenty game more. That's why we look focus game by game. Chúng tôi vẫn chưa suy nghĩ nhiều đến cái chức vô địch bởi vì là hiện nay á, là giai đoạn 1 vẫn còn chưa kết thúc và là chúng tôi cần sắp tới phải chạm trán rất nhiều đối thủ mạnh như các bạn thấy ở Bình Dương và một số các đội khác, cho nên chúng tôi chỉ có tính từng trận một thôi, tập trung vào từng trận đấu một. In the overconfidence, you see Viettel follow us only 3 points in only one game. And then you can count how many game more in the... Đấy, bởi vì nếu chúng tôi chỉ có chủ quan hoặc lơi lỏng một chút thôi là Viettel họ sẽ áp sát ngay, bởi vì hiện nay chênh lệch có một trận đấu thôi, cho nên mà phía trước còn rất là nhiều trận. Cho nên lý do tại sao chúng tôi phải thi đấu tập trung từng trận một. Thưa anh Sắc, là Hoàng Gia Lai đã sôi đục rất nhiều những kỷ lục buồn của bộ, ví dụ như chuỗi trận thắng hay là thắng trước Hà Nội. Thì sau những cái trận thăng hoa như thế thì anh làm sao để giữ những cái đôi chân của cầu thủ trên mặt đất? Until now we win many games and we destroy the many the result of Hanoi before. But how do you keep the our play balance in mind and keep the psychology balance prepare for next game? We have 26 players. We win together. We lost lot together. This is our character. And then you have chance, some players have chance to play first 11, must show. And then we have good substitute also, because if we understand or the player understand how to play, I think we don't have the player get injury. That is lucky for our team also. And we have a good fitness. We want to show for fans, because today I talked to the player. Today, like all of you, is to a both team on national team, like I practice to side, just show for fan how to get the benefit for fan, because not only Vietnam is fan, Thailand fan also want to watching the big match today tonight. Đối với hiện nay thì đội bóng của chúng tôi thì có tới 26 cầu thủ, mà tôi luôn luôn nhắc nhở rằng là 26 cầu thủ này là các bạn huấn luyện viên trưởng đều cần các bạn ở những cái thời điểm những trận đấu, và các bạn là phải hiểu được chiến thuật để khi giao nhiệm vụ là thực hiện được ngay. Chính vì thế mà chúng tôi chia sẻ được cho nhau về mật độ thi đấu cũng như là về thể lực, rồi cũng rất là may mắn chúng tôi hiện nay là cũng các cái ca chấn thương cũng đã vượt qua được, và chính vì sự chia sẻ đó thể lực của đội bóng vẫn giữ được. Và đúng như là trận hôm nay thì là một trận đấu giống như là một trận thu nhỏ của đội tuyển quốc gia chia đôi ra đá, và những trận đấu lớn như này chúng tôi muốn trình diễn tất cả những cái kỹ năng, những cái chiến thuật, những cái lối bóng đá đẹp để không những cho khán giả Việt Nam mà còn khán giả ở Đông Nam Á coi, nhất là khán giả Thái Lan. Em lại hỏi một câu nữa, khi mà anh mới đến tất cả mọi người đều hoài nghi thì anh nói rằng Hoàng Gia Lai có cơ hội vô địch, rồi đến lúc mà tất cả mọi người đều công nhận Hoàng Gia Lai thì anh lại từ chối, anh có thể giải thích lý do vì sao không? When Zico just come Vietnam, you say about the champion and one player Hoàng Gia Lai play AFC Cup. But now when we very nearly get the champion, so why you answer you don't care? It's not still not thinking about the champion. I never say before I come here want to get champion. I just say we want to go to AFC Champions League. Anh như không nói là vô địch mà anh chỉ muốn cho đội bóng chơi AFC Cup thôi. Let the player do step by step. Don't make pressure for them. Không nên gây áp lực cho cầu thủ, để cho họ thoải mái chơi. Thưa anh Sắc, em hỏi thêm cái ý của anh là nếu trong trường hợp mà có những cầu thủ mà có cái tâm lý tự mãn sau những cái trận thắng như này, anh làm sao để mà khiến cho cầu thủ đấy mà if somebody there is somebody the overconfident and be subject with opponent, yeah. So how do you keep his mentality, his mind balance, not over confident? Yeah, because we have the experience when we play against Nam Định. First half we score 3 goals. That is they can learn about this. If you overconfident,
chủ quan. Yeah, I think that is a problem. We lucky last game. That's why now they learn already. That's why tonight they play very good shape, good defensive and good attacking also. That's why we can learn from the last game. Thực sự đó là chúng tôi cũng rất là có một cái bài học rất là quý giá khi mà đấu với đội Nam Định. Chỉ một chút chủ quan thôi mà đã suýt nữa phải trả giá bằng một cái trận mất điểm. Và cuộc trận đấu đó chúng tôi cũng rất là may mắn thắng. Từ rút kinh nghiệm cái trận đấu đó thì tất cả các cầu thủ đã tự ý thức được. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở cái chuyện này để các cầu thủ cân bằng trở lại. Hôm nay Bồ Đức không có trên sân, ông cảm thấy là dễ đá hơn hay là khó đá hơn? Today, Bodek did not go to the field watch a game. Before that, Mr. Duke called me. I didn't call him. No need to come here. Do you feeling the more play under pressure when Bodek no come here? No. He come here or not play no for me. Because they forgot on the game. That's why I talked to him. Maybe he work. Maybe do everything in Ho Chi Minh. No need to come here. Rồi. Because we have the brother was already here. Anh trông giống như em trai của Bốt. Tức là anh Ba Đức cũng có hỏi Zico nhưng mà Zico nói là thôi không cần đến bởi vì Bốt bận việc ở Sài Gòn. Mà cái chuyện mà Bốt đến sân hay không đến sân ấy, thì đối với chúng tôi là cũng không ngại lắm bởi vì là chúng tôi chỉ có tập trung vào trận đấu thôi. Anh sang cho hỏi một câu là hệ thống chơi của ngoại gia bây giờ thì các đối thủ cũng sẽ dần dần quen với cái hệ thống chiến thuật của Ajax bây giờ thì anh nghĩ đến cái trường hợp đó chưa và có cái phương án dự phòng cho cái trường hợp đấy? Until now, many opponents understand our system tactical. Maybe in the future they understand and they can again at us. But do you have another option prepare for future if the opponent reads our system tactical? Yeah, sure, because we can practice more, maybe can do maybe 2-3 formation, maybe actually my style, my character is a play was a Thailand national team play 4-3-3. Sometimes we practice 4-3-3 and then sometimes we practice 4-4-2 also, not only 3-5-2 or 3-4-3. Yeah. Anh cũng có nghĩ đến bởi vì khi mà đã từng làm đội tuyển Thái á, thì anh cũng đã xây dựng những cái chiến thuật ví dụ như 4-3-3 hoặc là 4-4-2 thì anh có đã tính trước nhưng mà cái điều quan trọng là bây giờ là cầu thủ phải nhuần nhuyễn cái chiến thuật này trước đã. This is my responsibility. I want to teach all of them understand any formation. Đấy là cái trách nhiệm của anh ấy bởi vì anh ấy muốn rằng là huấn luyện cho cầu thủ phải hiểu được tất cả các cái sơ đồ chiến thuật. Ok, em xin hỏi thêm. Điều quan trọng nhất của Gia Lai trong 3 trận cuối cùng giờ là một, theo ông là gì? The most important in the 3 last game, what is the most important in 3 last game? The most important is everybody want to beat Hong An Gia Lai. That's why we must be careful when we play. Thực sự ra 3 trận cuối cùng đúng là thật nào đội nào cũng muốn đánh bại Hong An Gia Lai cho nên chúng tôi phải hết sức cẩn trọng. They want to stop our record. Okay. After the first half, did you say something with player in the training room? First half, our target is a draw 0-0, but we get one goal. That is the bonus already. The second half, just play. Tôi đã nói rồi, hiệp 1 mục tiêu của chúng tôi là một điểm nhưng mà thực sự chúng tôi đã có một sự tưởng thưởng rất lớn là được ghi được một bàn và hiệp 2 chúng tôi lại tiếp tục như thế. Ok, thank you. Thank you.